và các bạn. Vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thân mến, thốn nà công cha thì đi núi Thái Sơn, nghe mẹ nước trong nguồn chảy ra, một lòng thương mẹ kính cha, cho tròn trí hiếu mà nà đạo con. Nhà gái phát biểu vừa xong, nhà trai đáp lại thêm câu ân tình, uống nước phải nhớ nguồn sinh, trà xanh xanh thắm thắm tình đôi bạn trẻ ngày nay. Và sự bắt đầu của sinh hoạt trai bắt đầu có lời phát biểu gửi đến toàn thể quý vị anh chị các bạn, chào chào kính bạn. Các chị cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ, tôi được sự ủy quyền của gia đình nhà trai xin phép được thưa chuyện. Trải qua quá trình tìm hiểu của hai cháu, cháu Quân và cháu Trang, đến hôm nay đã có kết quả gia đình nhà trai chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình nhà trai xin cảm ơn tất cả các ông các bà các anh các chị đã bớt chút thời gian bạc học, mặc dù thời tiết nắng nôi, đã đến chia vui cùng với hai cháu và gia đình chúng tôi. Được sự đồng ý của hai cháu, sự thống nhất của hai gia đình, sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kể từ giờ phút này trở đi, cháu Trang chính thức là con dâu của ông bà Lâm Đan, là cháu dâu trong họ chúng tôi. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, xin kính chúc mọi người mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đoàn của sinh hoạt trai. Và một lời phát biểu gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn, lời cảm ơn đến các bà cô dì chú bác. Toàn thể hát bác trưởng đoàn của hai gia đình nhà, xin mời. Vâng, xin mời hai bác và cho mặt cả với của gia đình. Vâng, xin kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác, toàn thể quý anh chị và các bạn thân mến. Vừa rồi bác trưởng đoàn của sinh hoạt trai và gia đình nhà gái đã có lời thống nhất trao gửi chú rể và cô dâu nhau. Vâng, kính thưa quý anh chị và các bạn thân mến, thế là chúc mai sum họp một nhà, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Chúc mừng phút, chúc mừng thế này cho chú rể Hoàng Quân và cô dâu Trang An trong cuộc sống và tương lai tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Đốt hương đi Lâm, đốt đèn hương lên cho nó. Mỗi người một lén. Hai lén thôi. Xin được kính thưa toàn thể quý anh chị và các bạn thân mến. Và để trở về sân khấu nhạc trong 12 tràn đầy niềm vui hạnh phúc của chú rể cô dâu, xin mời nghệ sĩ, ca sĩ Quốc Hồn đến từ đoàn của gia đình nhà gái lên với lời ca tiếng hát để chúc mừng phút ngày nay cho chú rể cô dâu. Trân trọng kính mời. Quân cắm luôn đi. Rồi. Có đi mời rượu các cụ đi mời. À, còn đi ra mở rượu ngoài kia đã xong là mới đi mời. Rồi đưa ra ngoài đấy. Mở rượu xong quanh đi ngoài kia đi. Ông trông đâu rồi, vào đi. Hiện trường của ai vào đây ông rồi. Được rồi. Co xuống. Đẹp ơi, có khách thì bảo ngồi đây ăn luôn này. Bố thí vào đây ăn luôn đi. Bảo ghế cho ghế ra đây ngồi ăn luôn đi.